Xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay đơn vị em lại tiếp tục cập bến một siêu phẩm trong phân khúc sedan hạng C, đó chính là chiếc Mazda 3 được đăng ký và sản xuất năm 2020 quý anh chị nhé. Một chủ từ đầu, biển gốc Hà Nội đó. Và chiếc xe này của em là phiên bản 1.5 Luxury, giá hiện tại đang chào bán chỉ với 669 triệu đồng, giá trên vẫn còn thương lượng được cho quý anh chị nào đang quan tâm tới sản phẩm này quý anh chị nhé. Thì ngay sau đây em xin mời quý anh chị cùng em trải nghiệm và đánh giá một vòng xe để xem rằng qua những năm tháng sử dụng thì tình trạng của xe còn đang ở mức độ như thế nào ạ. Đó, thì xe được khoác lên mình màu titan, nhìn rất là trẻ trung, thanh niên và trông rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. Đó, đây nhìn ra nắng khi quay trực tiếp ngoài trời ra nắng thì chiếc xe này toát lên một cái vẻ rất là nhẹ nhàng đó, nhưng mà cũng rất là mạnh mẽ luôn quý chị nhá, trông rất thể thao luôn đấy ạ. Sơn si của xe thì theo cảm quan đánh giá của em Trường thì sơn si còn rất là đẹp luôn quý chị nhá. Đó, về chúng ta chỉ việc vận hành đổ xăng vào đi thôi, còn hiện tại spa các thứ thì bên em đã làm hết rồi, đánh bóng và em lên sóng cho quý chị luôn đấy ạ. Đó, đối với phiên bản all-new này thì quý anh chị có thể đánh giá giúp em phần đầu xe trông rất là đẹp, thiết kế rất là tinh xảo hơn so với thế hệ cũ. Và cái khả năng cách âm chống ồn cũng sẽ rất là tốt hơn quý anh chị nhé. Tốt hơn so với phiên bản cũ lên đến 70%. Đó, vỏ tôn cũng rất là dày luôn quý anh chị ạ. Không còn tiếng gõ pò pẹt như những phiên bản cũ đâu. Đó, đây một vòng cái xe của anh chị xem này. Từ la răng đến ngoại thất của chiếc xe vẫn còn rất là mới luôn quý chị nhá. Đó, biển số thì cũng rất là dễ nhìn, dễ nhớ luôn. Và toàn con số đẹp cả. Đó, em sẽ mở các cánh cửa ra để quý chị có thể xem này. Từ các cái keo chỉ, con ốc, tất cả đều di nguyên hết quý chị nhá. Đó, nói chung là đâm đụng tai nạn hay ngập nước thì quý anh chị hoàn toàn có thể yên tâm mua tại cửa hàng em. Điều đó em sẽ được cam kết bằng văn bản gửi tới quý anh chị luôn. Đó, bên em bán ra là có cam kết và có bảo hành, thế nên là quý anh chị yên tâm nhé. Khoang cốp thì cũng rất chi là rộng rãi luôn quý anh chị ạ. Đây ạ. Đó, đây, nốp sơ cua, phụ kiện thì vẫn còn đầy đủ hết quý anh chị nhé. Rất đẹp luôn. Xe đã được trang bị lên cam hành trình, dán kính đầy đủ hết rồi quý anh chị ạ. Na răng này thì quý anh chị xem giúp em này. Các na răng của xe thì vẫn còn cực kỳ là mới luôn. Đó, tổng thể quanh xe thì xe bên em đã spa, đánh bóng, dọn dẹp, vệ sinh nội thất hết rồi. Quý anh chị yên tâm, không phải xử lý hay là về phải dọn dẹp gì đâu. Chúng ta chỉ vận hành vào và di chuyển thôi. Đây là cái khoang nội thất, cái điểm nhấn được ăn khách nhất của chiếc Mazda 3 phiên bản 2020 all-new đấy ạ. Thiết kế nội thất thay đổi hoàn toàn này. Đó, nhìn cửa dày chắc chắn hơn này. Và gia chủ cũng đã bọc những cái chống ốp, chống xước, trông xe nó rất là điểm nhấn. Và cái khoang lái của chiếc Mazda 3 phiên bản all-new này thì không thể nào mà chê nổi luôn quý anh chị ạ. Nó rất là đẹp, thiết kế rất là thời trang và rất là lịnh mắt người dùng luôn. Đó, vô lăng củ số cũng còn rất là mới luôn quý anh chị nhá. Đây ạ. Rất mới luôn ạ. Và khu vực ghế da của phiên bản all-new này cũng đã được nâng cấp và trông ghế da nó khỏe hơn, ít bị nhăn hơn so với thế hệ cũ. Đó, ghế da này đã xịn sò hơn rồi. Đây là một bước cải tiến mà em thấy được rất nhiều anh chị em đánh giá cao, bởi vì ghế da của Mazda form cũ thì hay bị chê lắm so với các đối thủ. Đó, hàng ghế sau đây ạ, cũng còn cực kỳ là mới luôn quý anh chị nhá. Cửa gió này, thảm sàn cũng đã đầy đủ hết rồi ạ.
Đây em sẽ quay từng chi tiết, từng các góc trần nỉ của xe đây, quý chị xem giúp em này. Chủ xe siêu đi siêu gìn giữ luôn. Đó. Cách âm và đặc biệt em thích nhất của Mazda 3 là động cơ Skyactiv. Đó, chạy cực kỳ là bền bỉ và ăn xăng thì rất là tiết kiệm luôn, khiêm tốn luôn. Đó. Với thời điểm mà giá xăng đang tăng cao như thế này thì đây là một trong những sự lựa chọn đáng để quý chị lưu tâm. Đây là chi tiết khoang máy động cơ Skyactiv của chiếc xe, thì quý chị có thể đánh giá giúp em này. Các cái con ốc đều vẫn còn zin nguyên hết quý chị nhá. Đó, chưa có sự tháo dỡ gì cả. Ốc chân máy này. Gang máy thì 2020 khỏi phải bàn rồi. Quá là sáng luôn. Và ốc lắp capo vẫn còn zin nguyên quý chị nhá. Thế nên là không nói đến keo chỉ đã bị mất hay chưa. Đó. Nói chung động cơ máy móc cũng thuộc dạng là cũng động cơ hộp số, bên em cũng có bảo hành cho quý anh chị trong vòng 1 năm, mặc dù vẫn còn bảo hành của hãng quý anh chị nhá. Đó thì quý anh chị nào đang quan tâm tới sản phẩm này hãy nhanh tay nhấc máy gọi thoại ngay cho em Trường, số điện thoại 0926 74 33 33 để em Trường có thể tư vấn hỗ trợ và đặc biệt là chốt với anh chị một mức giá yêu thương hơn nữa so với giá chào hiện tại đang là 669 triệu đồng. Đó. Thì em rất mong rằng quý anh chị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình qua bên em xem và trải nghiệm đánh giá thực tế chất lượng xe của anh chị nhé. Và cũng xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip của em. Xin được kính chúc quý anh chị một ngày làm việc thật là hiệu quả, có nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.